Thị trường giá nông sản hôm nay 8 tháng 6, nhu cầu thị trường Trung Quốc và các nước sẽ đẩy giá cà phê, giá tiêu khu vực Tây Nguyên, miền Nam tăng. Giá tiêu hôm nay mùng 8 tháng 6 năm 2020, nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đã đẩy giá tiêu đi lên, dự báo giá tiêu tuần này tiếp tục tăng mạnh. Ghi nhận tại các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam giá tiêu tiêu hôm nay tăng đỉnh mới. Toàn miền ghi nhận giá tiêu hôm nay mức giá cao nhất ở ngưỡng 52.500 đồng trên kg được ghi nhận ở Bà Rịa Vũng Tàu, thấp nhất 50.000 đồng tại Đồng Nai. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông, Giá Nghĩa và Đắk Lắk e a leo ở mức lên mức 51.000 đồng trên kg. Giá tiêu tại Gia La lại lên mức 50.000 đồng trên kg. Giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay lên ngưỡng 52.500 đồng trên kg. Giá tiêu tại Bình Phước đầu tuần ở mức 51.500 đồng trên kg riêng giá tiêu tại Đồng Nai lên ngưỡng 50.000 đồng trên kg. Đây vẫn là mức giá thấp tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam. Thị trường giá nông sản trong nước đang theo sát diễn biến giá nông sản thế giới. Lúc này thị trường giá nông sản trong nước xuất khẩu bị cạnh tranh gay gắt, không chỉ giá mà còn sản lượng. Giá cả nông sản ngày 8 tháng 6, nền kinh tế hồi phục các nước, nhu cầu hồ tiêu từ Trung Quốc tăng đẩy giá tiêu trong nước đi lên, trong khi với các nước phương Tây nhu cầu tiêu dùng cà phê cũng đẩy giá nông sản này đi lên dự báo giá cà phê, giá tiêu khu vực Tây Nguyên, miền Nam tăng. Tính đến 6 giờ sáng thứ hai, 8 tháng 6, giá cà phê nhân sô tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam giao động từ 31.832.700 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay bảo lộc, lâm đồng ở mức 31.900 đồng trên kg, tương tự giá cà phê tại Di Linh, lâm hà đi ngang ở mức 31.800 đồng trên kg. Giá cà phê tại Cương Nga, Ea Leo, Buôn Hồ, Đắk Lắk giao động quanh mức 32.700 đồng trên kg. Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai Chư Prong, Pleiku và Iagrai e bán ở mức 32.300 đồng trên kg. Giá cà phê tại Đắk Nông gồm Đắk Lắp, Gia Nghĩa giao dịch mức 32.300 Giá cà phê tại Con Tum, Đắk Hà quanh mức 32.200 đồng trên kg. Giá cà phê giờ một giao tại cảng thành phố Hồ Chí Minh ở ngưỡng 34.000 đồng trên kg. Chốt phiên giao dịch tuần trước, giá cà phê thị trường thế giới tăng sốc, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2020 tăng 37 USD trên tấn, mức tăng 3,09%, giao dịch ở mức 1.233 USD trên tấn. Trong khi tại New York, giá cà phê Arabica tháng 5 năm 2020 giảm nhẹ, mức giảm 0,95 cent trên LB giảm 0,96%, giao dịch ở mức 98,15 cent trên LB.